Hello, xin chào mọi người nhé. Nay thì mình đến với một cái tựa game. Mình sẽ hóa thân vào thủy thủ cướp biển đi. Mọi người hiểu nôm na là như thế. Lấy được súng này. Ok, để mình sẽ đi tham khảo nhé. Sẽ đi ra những cái chỗ này để mình xem mình có mở được cái gì không. À, chỉ là súng thôi mọi người ạ. Chạy tốt lên chỗ này xem nào. Ok, mọi người có nghe thấy tiếng Hải Âu không? Rồi, nó chỉ có vậy thôi. Giờ thì mình sẽ join game nhé. Mình thích màu xanh hơn. Ui. Chết rồi. Từ từ đã. Bị bỡ ngỡ ngỡ ngàng quá mọi người ơi, mình phải đi thăm dò cái tàu xem như nào đó. Trời, bên xanh mình đang bị thua thiệt này. À đây, bên tàu đỏ đây. Từ từ, bên này có cái không? Đại bác này. Để bắn đi mọi người. Ui. Đây này. Mà tiến lại gần này. Chết rồi. Từ từ nhé, mình sẽ cho. Chết rồi, bị rơi biển rồi mọi người ơi. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Được quay lại mọi người, được quay lại. Được quay lại thuyền để mình. Không cho to được à? Đây mọi người xem con thuyền này, hai con thuyền đang đánh nhau này. Rồi ơi, bắn để mình chạy ra bên này nhá. Bắn bể hết cả ấy rồi. Để mình đi sang bên này xem này. Bắn vỡ hết rồi nhá. Giờ phải cứu lấy cái thuyền này thôi. Bắn này. Này. Ui, súng của mình đâu ấy nhở? Hiểu rồi mọi người. Nếu mà mình bị bắn hết máu ấy là mình sẽ được sống lại, nhưng mà mất một thời gian nhé mọi người. Bắn này. Đấy, cứ nhòm nhòm mấy người này. Ok. Để mình di cái súng của mình ra đây nhá. Bắn lên trên luôn này. Tàn phá luôn nhá. Ủa, 50-50 căng quá nhỉ. Mình tìm xanh đúng không? Hiện tại mình đang hơn 1% này. Bắn vào những cái người béo béo này này. Không biết ai làm thuyền trưởng nữa. Tí nữa mình sẽ thử làm thuyền trưởng nhá. Ui, người ta lái đi rồi mọi người. Hay là mình bị rơi vậy ta? Gì đấy? Người ta lái đi này. Người ta lái đi mọi người ạ. Thật là ngốc nghếch. Ôi dồi ôi. Để nó nạp nạp đạn này, phải nạp đạn mất bao nhiêu giây ấy. Mình nghĩ khoảng từng 2 giây. Thế rồi, cân bằng rồi. Từ từ nhá. Mình sẽ dùng cái súng của mình bắn đi xem nào. Cái gì đây? À, chọn súng mọi người ạ. Chọn súng, chọn súng. Bắn thử xem nào. Đây mọi người, bắn mấy cái người này. Hơi khó nhìn một tí nhỉ, để mình xem mình có leo lên được trên không. Thế rồi. Không, mình sẽ cầm mấy đi. Mình sẽ cầm đại bác. Mọi người cầm đại bác nã thẳng vào tim địch. Chết rồi, bên mình đang thua. Không biết mấy ông bắn kiểu gì thua mọi người ạ. Chết rồi. Ôi rồi ôi. Mà nãy đang bắn thắng đấy, xong tiên ông ấy thay đổi cái hướng đi ấy. Chứ không nhìn được nữa. Sao vậy? Đâu rồi? Chạy lên phía trước mọi người. Ông thuyền trưởng này nói thật gà quá, ông thuyền trưởng như giờ hơi ấy. Để mình xem nào. Chuyện này đây. Chạy mất rồi mọi người ơi.
Dám sang thuyền mình làm gì đây? Thế tôi bị rơi luôn mọi người, khó nhìn quá. Súng mày có hết đạn được không nhỉ? Ôi ôi. Ơ à, bị chém chết rồi mọi người. Chết tôi. Chém. Chém nhá, ôi bị xâm chiếm mọi người. Lộn xộn quá. Chém chết được một người kia mọi người. Rồi. Vẫn đang dẫn trước nha, vẫn đang dẫn trước nha. Từ từ đâu rồi? Không có, không thấy team địch đâu mọi người. Đâu rồi? Đây rồi. Lại chui xuống rồi. Truy lùng đuổi cùng giết tận mọi người. Đâu rồi? Đâu rồi ta? Team địch đâu nhỉ? Mình không thấy cái thuyền team địch đâu. Để mình cho xa ra ngoài mình nhìn xem đâu nhá. Có nhìn vậy ta. À xa tít đằng kia rồi, sắp phải chạy xa thế nhỉ. Để mình sẽ thử lên làm thuyền trưởng nhá mọi người. Đây làm thuyền trưởng mà. Đâu rồi? Đây. Ơ ông ấy lái mất rồi. Ông ấy lái mất của mình rồi. À có đạn đấy mọi người ạ. Bao nhiêu trên bao nhiêu này. Ơ chết rồi. Đây rồi. Ông ấy lái ra đánh nhau rồi. Từ từ nhá, mình đi cầm lại bác. Đại bác. Ôi trời, bắn hụt. Victory luôn. Từ từ nha, đợi mình chọn một cái thuyền này khác. Tìm bạn không có cửa mọi người ạ. Đợi mình chọn. À, chọn được map này. Map này đi. Ui, cái thuyền nào đẹp đẹp hơn không? Thuyền rồng này. Có nhiều người chọn thuyền này thế nhỉ? Giờ là sao ta? Đợi à? On. Chọn súng này. À, mình team nào đây? Hãy mình team xanh đúng không? Bây giờ mình team đỏ đi. À, nhìn thì khá là chất lấy mọi người, chất lừ luôn đấy. Khoan rồi, tìm team địch đã. Team địch đâu? Hay làm thuyền trưởng đi nhỉ? Nhưng mà cái chỗ lái tàu đâu? Chỗ lái tàu ở trên kia mọi người, thì mình lái tàu đi. Yêu hòa bình. Mình sẽ làm thuyền trưởng. And... đi. Quay là mọi người mình rẽ trái này. Đây rồi, đại chiến rồi, mình làm thuyền trưởng, đứng gần vào nhá, các thuyền viên đâu bắn đi, chết rồi, bắn đi, bắn mạnh tay lên, giả sử mình có đâm vào thuyền đấy, ông kia nhảy xuống biển tự sát à, chết rồi, phanh lại nhá mọi người, thôi, đi giúp thuyền viên thôi, thôi tạm gác lại cái chức thuyền trưởng này đã. Đây rồi. Bắn đấy. Không bắn là thua mọi người ạ. Cướp biển. Ơ. Chạy à. Từ từ mọi người ơi. Bỏ chạy ơi. Bỏ chạy rồi, lái thuyền đuổi theo. Đâu nhỉ? Quên mất sửa cái hướng nữa. Hỏi sao? Mấy mày ngu thế. Lái thuyền của mình mọi người ạ. Lái vớ va phần luôn ý. Thì đang bắn nhau, mấy ông ấy lái mẹ đi. Ngu thật. Mất cả góc bắn này. Bị thua đấy chứ, đùa đâu. Ui ôi, khó nhìn đấy. Ui ôi, không quay được cái hướng mọi người ơi. Đây rồi, chạy được rồi.
Phá. Vỡ ngay. Đứng yên để bắn thế nào. Ui, lộ ra cái ông râu ria luôn. Ôi giời ơi. Ôi chết rồi, hết góc rồi, di chuyển. Di chuyển. Rồi, phải tìm những cái súng có góc để bắn nha mọi người. Rồi. Bên kia ăn là sân bên mình, riêng cho mình là đội trưởng. Chỉ có win, mất góc, chạy ra cái súng khác. Có người đang dùng rồi mọi người ạ, có người đang dùng rồi. Sao á, phải hình như sao quá, không tới sao ấy. Di chuyển vào đêm, mấy ông phải lái tàu chán thế. Thề luôn ý. Bắn cả cả chuối á. Bắn tất cả chuối này. Để tôi vào. Cho tôi làm thuyền trưởng. Thề luôn ý, mấy công này. Lái bước vào vào. Cái ông này nè. Bị điên này. Đâu rồi? Chết rồi. Ông mình không biết lái mọi người ơi. Đi ra. Mình muốn bắn cho ông này một trận đấy nhở. Xa này bắn trúng kiểu gì? Bắn không tới mọi người ạ. Sự bắn cao cao lên xem nhá. Không tới này. Ôi bắn không tới. Đây rồi, đây rồi, đây gần rồi. Nhưng mà cái con chuột của mình đâu nhỉ? Đây. Hụt là sao nữa, riêng cái tầm gần này bắn kiểu gì cũng trúng. Dùn. Ô, mình là team đỏ á. Team đỏ mình đang thua á. Ông mình lái tàu gà quá mọi người ạ. Mình cứ tưởng mình team xanh. Ông mình lái tàu này chết hết. Chuyển. Nó sẽ chia ra những cái nhiệm vụ là một là người lái tàu, hai là người dùng đại bác, ba là người đi chiếm tàu đấy. Mọi người hiểu nôm na đấy. Cái ông này ông cái thùng to đấy. Thì mình nhòm vào ông này mình bắn nhá. Chết rồi. Ơ kìa, sao đây hết bạn à? Mình bị bắn mọi người ơi. Bọn này nó chiếm tàu của mình thôi, đi chém chúng nó. Trinh phạt. Ơ. Rơi mẹ xuống rồi. Chết rồi, sao lên tới cái giờ đồng độ thì đang nguy cấp. Chết rồi. Chết rồi, thôi bắn. Bắn cho mọi người hỏng rồi, không ổn rồi. Cái số máu của mình đang là 100 nhá. Bắn đi, mấy ông này không bắn hay sao ấy, một mình bắn mọi người ạ. Được chưa? 48 với 38% mà. Ô, giết được người đấy này. Mình vừa giết một người này. Bằng đại bác luôn ấy. Khiếp chưa? Đỉnh vãi ra. Ô, bắn hụt rồi. Khó lái đấy, không nghĩ không lái được mọi người ạ. Nó chỉ thẳng như này lên xuống thôi. Chứ không qua trái qua phải là cái sao ạ. Ôi, bắn vào đồng đội cái sao. Mới bắn vào đồng đội có bị sát thương không nữa thì không rõ. Ôi chết rồi, bị chết à? À đâu, bị bắn mọi người ơi, bị bắn. Từ từ phải nhòm mấy ông kia nha. Mấy ông quân đỏ quân xanh đâu. Phải bắn, à đây. Bắn mấy ông quân xanh này mọi người. Tập này là phải bắn đại bác. Không gỡ được, ôi chết rồi. Cái gì đấy, bắn nổ cái đại bác của mình thôi. Ông đi đâu rồi? Mọi người nhìn này, mình sẽ review cho những người đồng đội thật là đần độn, đứng nhảy chứ. Đây rồi, chạy mất rồi à? Chém chết giờ. Cuộc truy đuổi. Thôi mọi người ạ, trận này xác định thua rồi. Mình phải truy đuổi cho bỏ tức thì thôi. Không đuổi được ông này nhờ. Hãy đi chiếm đi. Nhảy xuống biển đi. Có 17 máu rồi mọi người ạ, sắp chết rồi.
chết mất rồi. Đồng đội thật là ngáo ngơ. Lái thuyền đi, bắn đi. Chết xứ rạn rồi, còn có 2%. Team mình không bắn đại bác mọi người ơi. Thua rồi. Default. Ôi ôi, mà lênh bênh trên biển luôn ý. Trời ạ. Ok. Hành trình làm thủy thủ biển, cướp biển của mình đến đây thôi nhá. Hẹn gặp lại mọi người và những cái hành trình tiếp theo của mình. Người ta không cho mình lái thuyền ý, cái lúc đầu đang thắng mà. Xong là người ta lái xong thua ấy. Thật là ngớ ngẩn. Hẹn gặp lại mọi người nhé. Bye bye mọi người.